Chào cả nhà, chào tất cả anh chị em yêu Lan. Thì hôm nay như anh chị em, rất nhiều anh chị em yêu cầu là cứ hỏi bán cái kim mít trấn Nam Vương này. Thì như này hôm nay em cũng lên clip để em chia sẻ cho anh chị em, bởi vì là cũng không còn kim nhiều. Thì các bác cũng biết là năm ngoái cái chậu này của em ấy là em bán mắt ngủ, em xuất ra 100 cái mắt ngủ. Đấy. Là cho nên là cũng gần như là cũng không còn nhiều giống. Đấy, chỉ có một ít này em ươm ra đây. Thì đầu tiên là cái cây mít trấn Nam Vương này cho mọi người xem cái chậu mẹ năm ngoái em lấy về nhá. Năm ngoái rất nhiều anh em thì gọi cái con này nó là con lá táo chứ không phải lá mít ạ. Và nhưng mà nó thuộc dòng mít su các bác nhá. Đấy, và đặc biệt là lên cao là nó sẽ có một tí gen lá kẻo phát tài. Cái cây này thì nó rất là hay là bởi vì là nó những cái dòng mít khác các bác nhá thì bên dưới lá tròn nhưng mà lên trên thì lá của nó sẽ dài. Nhưng con này nó ngược lại là con này nó càng lên trên cao thì lá nó lại càng tròn. Đấy, như những chiếc lá táo luôn rồi nhá. Cái chậu này năm ngoái em lấy về rất được rất nhiều anh chị em đặt mắt ngủ. Lá nó rất là tròn rồi ạ. Lá chân thì nó lên nó có thể nó hơi dài dài một tí rồi nhá, nhưng mà lá càng lên cao thì lá nó càng tròn. Trời, rất là khủng nhỉ. Mà con này nó thuộc hàng thân thủ rồi nhá, thân rất là to và dài. Ngoài ra cái con này nó lại còn là hàng lá nhăn nữa cả nhà nhá. Lá nó lên cao là lá nó sẽ nhăn. Vừa lá nhăn vừa lá mít tròn. Đấy, lại vừa có một chút gen em nghĩ nó là gen lá biên hoặc lá phát tài gì đó, nhưng mà nó rất là nhẹ nhá. Đấy, thuộc hàng thân thủ nữa, rất là khủng. Cái thân mẹ năm ngoái của nó đạt 1m6 cả nhà nhá, 1m6. Hiện nay đây là cái kỳ 52 này. Kỳ 52 này nó đã được gần 1m rồi. Cái kỳ 52 nhá. Lá nhăn cả nhà, lá rất tròn. Thì đây là cái kỳ 52 cả nhà. Kỳ 52 này. Đấy, đây là năm ngoái là 51 cả nhà. Đây, cái kỳ 51 của nó đây. Thì 51 hiện tại là nó vẫn giữ được lá ở chân cả nhà nhá. Nó vẫn giữ được nguyên cái 51 là cái dòng này nó rất hay là kỳ 51 là đã có thể chơi được lá luôn rồi. Thường thường những cái dòng khác là kỳ 51 là lá nó không có tròn ngay đâu, nhưng con này là lá 51 là nó đã tròn luôn và có thể chơi được luôn từ 51 cả nhà nhá. Đấy. Hai con 51 này, cái phần trên này là em giật lá đi để em làm ki, cho nên nó trụi lá này nhá. Thì đây mới ra lá nó sẽ hơi dài dài cả nhá, nhưng càng lên trên cao thì lá nó sẽ càng tròn. Đây hiện tại là cái cây này của em là nó cũng đang bắt đầu phát tài rồi này, nó đang lên sọc rồi. Sọc này y hệt như sọc của cái con bạch hỏa vương ấy. Đấy. Nó đang lên sọc rồi. Đấy, lá lên cao nó sẽ nhăn cả nhá, nó nhăn và nó tròn lá. Càng lên cao nó càng tròn cả nhá. Thì năm ngoái là một cái mắt ngủ này ấy, em xuất ra đã là 1.200k rồi. Thì em cũng tính là giá kỳ năm nay là nó sẽ cao cả nhá. Nhưng mà cũng không nghĩ là dịch giã nó như thế này. Đấy. Cho nên là em sẽ bán rẻ hơn so với cái giá mà em dự định. Thì cái cây mít trấn Nam Vương này là nó rất nhiều hội tụ rất nhiều yếu tố đẹp. Đấy, những cái cây mitsu khác thế là càng lên cao và lá của nó thường thường nó cũng sẽ dài ra, nhưng con này càng lên cao lá nó sẽ càng tròn. Nó tròn và thứ hai là nó lại nhăn. Nó lá nhăn và nó lại lên một tí sọc phát tài nhá. Rất là đẹp. Đấy, cái con này nó đang sọc rồi nhá. Thì em đi nhanh rồi nhá, không có nhiều thì bác nào lấy được cái gì thì các bác sưu tầm thì các bác gọi điện cho em nhá. Thì những cái kia ươm tự nhiên em nói như này, những kia ươm tự nhiên thì là em nuôi trong bóng tối, các bác biết rồi, những cái khúc thân này là sẽ nuôi ở trong bóng tối.
Thế cho nên là lúc mới lên là lá nó sẽ hơi có hiện tượng nó hơi dài dài một tí các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thân rất là to luôn, thân năm ngoái nó to lắm mà nó dài 1m6 mà. Đấy là kia ươm tự nhiên là cắt khúc thì là nó sẽ có hiện tượng nó hơi dài bởi vì nuôi trong bóng tối. Còn đây các bác nhìn kia nhân thân này, kia chân thân là nó sẽ được ăn lắng cùng với cây mẹ luôn từ lúc mà nó mới nhú ra. Thế cho nên là kia chân thân là lá nó sẽ tròn luôn. Đấy. Lá ra là nó sẽ tròn luôn rồi nhá, bởi vì nó ăn được ăn lắng cùng với cây mẹ. Đấy. Thế cho nên cái dòng này rất là hay là kia 51 là có thể chơi được lá luôn, nó tròn luôn. Và mấy người hỏi em cái mặt hoa thì đây cây nhà em đây, các bác nhìn này, chưa có sổ hoa. Đấy. Chưa có sổ hoa nhưng mà vừa rồi có một bạn ấy cũng sưu tầm cái kia về thì nó lở ra cái mặt hoa như này. Đây là ảnh năm ngoái này. Đấy, năm ngoái là nó ngọn lên sọc rất là đẹp này. Thì về bạn ấy sổ nói chung là hoa kích mà kia 51 nữa cho nên là nó lở nó lại mất cái lưỡi. Nhưng mà các bác nhìn này, hai cái cánh vai của nó nói chung là nó rất là bầu này nhá. Cái bông này rất là hứa hẹn là một bông cánh rất là bầu và bông tròn. Đấy, hy vọng là bông nó sẽ tròn nhé. Còn lưỡi thì như nào thì chưa biết, nhưng chắc là một bông tím thôi, nhưng mà cánh rất là bầu tròn. Thế rồi thì cái kia số bây giờ như này, có 3 cái kia này. Năm ngoái là một cái mắt ngủ để em xuất ra là đã là 1,2 triệu một mắt rồi. Thì bây giờ có 3 cái kia này cả nhá, 3 kia lên rồi dễ rất là khỏe này. Đấy, thì 3 cái kia này là em bán là 580k nhá cho một con. Đấy. 580k cho một cái kỳ này nhá. Kỳ ươm tự nhiên. Đấy, lá lên con này vẫn tròn luôn này. Nhá, về ăn nắng cái là tròn luôn. Đấy, 580k cả nhá. Còn con bé xíu này thì là con này thì nó dặm mới ra này sợ nó hơi yếu thì thôi để lại nhá. 580k. Còn 580k là ba một trong ba kỳ này các bác nhá, lấy kỳ nào cũng được. Còn cái kỳ dài dài này. Cái kỳ dài này em bán là 780k nhá, 780k cho kia dài này. Nhưng cái kia này sẽ cắt cả nhà nhá. Có khi là em cắt ở đây đi, em cắt ở đây thì em vẫn để cho một cái mắt ngủ để đi theo đi nhá. Nếu để mắt ngủ đi theo thì em tính cái kia này là 860 nhá. 860 thì mắt ngủ rất là đẹp. 860 này, kia này nó to gấp đôi cái kia này. Cái năm ngoái một cái kia này em bán toàn tiền triệu đấy. Thời điểm đó là mít nó rất là đắt mà cái con mít này nó rất là đặc biệt. 860 đây em cắt ở đây cả nhà, cắt đây thì sẽ có một cái mắt ngủ ở phía dưới này đi theo. Đấy. Còn cái này nó chưa lên thì em để lại nó đang sưng sưng thôi. Còn ở đây nó có mấy kỳ to này, mấy kỳ to này thì là những cái kỳ như này các bác nhìn này, khúc thân nó rất là to rồi nhá. Những cái kỳ này thì em bán là 1.000k một kỳ, 1.000k một kỳ. Bác nào lấy được cả cái chậu 2 kỳ này thì em bao ship nhá. Đấy, nó có 2 cái chậu đôi thì thôi. 2 chậu đôi này với lại 1 cái kỳ rời là 1.000k nhá. Nói chung là năm nay nó dịch giã cho nên cũng phải bán rẻ thôi, cũng không bán cao được. Cái năm ngoái cái chậu này rất là giá trị. Đấy, còn 2 kỳ chân thân này thì 2 kỳ chân thân này là lá nó ra nó tròn luôn cả nhà nhá. Nó tròn xoe luôn này. Lá rất dày, lá nhựa rất là dày. Thì hai kia chân thân này là sẽ cắt khúc được thì nó ra dễ rồi. Đấy, thì hai kia chân thân này là giá nó sẽ là 1.350k một con nhá. Kia này nó đẹp hơn, lá nó đẹp hơn cái kia ươm tự nhiên kia. 1.350k một con. Đấy, cho hai kia này. Mấy cái kia này nó chưa ra dễ thì em sẽ bán sau nhá. Đấy, thì toàn bộ cái thân năm nay là em cũng bận này, em chưa có kích một cái gì cả. Chắc là tí phải băm ra thôi. Băm ra chứ không ươm. Thì cái cây này năm nay nó lên hơi yếu bởi vì là em năm ngoái là em tách rễ em vào lại chậu. Ok cả nhà nhá, bác nào mà sưu tầm cái kia mít trấn Nam Vương này thì các bác liên hệ với em nhá, em cũng không có nhiều, chỉ có mấy kia này thôi. Đấy. Đây, lá nó đang lên sọc rồi cả nhà nhá, lá nó tròn, càng lên nó càng tròn và lá nó càng nhăn như lá táo ấy. Rồi em xin cảm ơn cả nhà nhá.